Chiếc này giờ chuẩn bị lên bờ các bạn, lên ngay bãi này. Cái này lên thay gào á anh, lên thay gào để trời đất. Con này Hitachi EX200 các bạn, là nó móc móc cái kinh nó chạy vào mỗi dịch là nó lên nó đổi vào đổi qua vào móc.
thay cái gào cho các bạn. Mời một người dẫn được một người đó hả? Đâu rồi, thoải mái. Nè mua thế thì nhớ nhau không phải không? Xong giờ đút cái gạo ra các bạn. Đóng ngắt rút gạo ra thay gạo. Dịch rồi các bạn, tay gào cũng hay quá ha, rút hai cái chốt ra là nó ra liền. Chưa rất là giận quá không được gì, gào mới dịch tháo ra như vậy đó các bạn. Để chở cái gào xuống các bạn, để thay cái gào vô cái gào mổ dịch. Giờ múc nữa có xe cứu hộ nâng mới được. Từ xà lan lên xe ben đổ vào này múc được. Cái gào vô rồi các bạn, cái gào múc đổi vô rồi, gào múc 07 thế cái gào mổ dịch. Tại hồi nãy mình không quay được lý do trời mưa các bạn, quá trình lắp ráp cái gào múc vô do trời mưa nó không có quay được. Rồi tạm biệt các bạn nha, để mình quay cái cảnh chiếc cuốc chạy với xà lan lên các bạn rồi thay gào vô. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau ha.